Hello cua nha. Hello mọi người nha. Lắc cái gì ta? Cho lắc cái gì? Bây giờ anh em Hà Nội mà ra đây vừa ăn nướng mà vừa vẫn tiêu bang thì có vẻ thích không nhỉ? Ngon, ngon thế. Đúng rồi, chứ em đi tâm ma, giờ cũng đi tâm ma mà. Hello mọi người nha. Hello anh em nha. Hello đi. Hello anh em. Hello, 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 hello. Đổi màu đánh nhau nha anh em. Có tâm ma có bị tâm linh đâu mấy anh. Đúng là chỉ có cái wonder với gì gió với gì anh nắm không ở bên server nào anh ơi, tại em đi nhiều server quá em cũng biết nữa. Không, mình đứng đây mình chặn cổng đi. Một chút rồi phải. Lâu rồi có chơi đâu. À của ông Mảnh. Để tấn công người chơi. Em nghe quen lắm ạ. Chắc chạy hơn khác. Anh biết mày đi suốt. Mày có nhớ vóc cao Việt Pháp không?
Quen lắm, em nghe quen lắm á. Nghe quen lắm á, nghe quen lắm mà chưa gặp ở đâu bao giờ đúng không? Tại em đi nhiều server quá. Em không nhớ được, anh em thông cảm đi. Mà em nghe Pháp á thì em nghe nhớ. Hello mọi người nha, hiện tại thì chúng ta đang có nhiệm vụ chặn cổng với càng top lịch chiến mà chuyển qua con Thiên Dương thì thực sự là nó rất là mạnh, với lại con Thiên Dương bang nó được tăng thêm sức mạnh nữa, chiêu lướt nó được miễn khống chế nó càng sướng ghê luôn á. Giờ Thiếu Lâm nó được miễn khống chế nó sướng ha. Miễn khống chế ví dụ cái chiêu đó là nó 10 giây đi, miễn khống chế trong vòng 5 giây thôi. Quá bá. Đưa vào ghi server đông hẳn lên ta. Bang mình dữ quá. Chuyện tiêu không ai cướp được. Anh em nhớ em là quá hay vậy. Tại em đi nhiều server quá em không nhớ được mọi người. Mọi người không cảm nha. Hiện tại Thiên Nhẫn kích mạnh lắm anh. Thiên Nhẫn kích và mạnh lắm. Ngon à. Trời, hay dữ vậy anh. Em thì em cái trứng bình thường không có nữa. Vào cái server 217 hỏi là nào đọc nhất thì vừa là biết. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.